Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, có rất nhiều người cho rằng cuộc sống thành công và thịnh vượng như thế nào đều nhờ 3 phần may mắn và 7 phần cố gắng. Vì vậy, mỗi ngày mới, tháng mới, năm mới thì ai cũng mong cầu cho cuộc đời của mình sẽ có nhiều may mắn để đổi đời. Bên cạnh sự cố gắng không ngừng nghỉ thì mỗi người còn thường hay đi chùa để cầu thần, khấn Phật ban phước lành. Nếu như không thể giàu có như bao người thì ít nhất cũng có những niềm vui với gia đình và có sức khỏe tốt. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mang một số mệnh riêng. Có người sinh ra đã may mắn, giàu sang, phú quý, nhưng cũng có những người phải trải qua nhiều khó khăn, trắc trở mới công thành, danh toại. Trong những ngày đầu tháng 9 âm lịch tới đây cũng có một số con giáp như vậy. Sau những ngày khó khăn do dịch bệnh và do tiểu nhân quấy phá, cũng có thể bứt phá, đổi vận trở thành đại gia, tiền tiêu ba đời không hết. Để tìm hiểu xem đó là những con giáp nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Đầu tiên là tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều yếu tố may mắn trong đầu tháng 9 âm lịch. Vì thế mà con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, tài lộc và cả tình cảm. Thứ nhất, về sự nghiệp. Sự nghiệp của con giáp này có những bước tiến rõ rệt hơn hẳn trong khoảng thời gian trước đó. Dưới sự nâng đỡ của tam hợp, bạn xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vốn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Sự nhiệt huyết, năng nổ cũng là yếu tố chủ yếu giúp bạn nhanh chóng nắm bắt thời cơ, từ đó đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Điều mà bạn cần làm được lúc này là duy trì sự nhiệt tình của mình, đừng hăng hái lúc đầu rồi về sau lại bỏ dở giữa chừng. Đế vượng cũng sẽ là yếu tố thúc đẩy giúp bạn đạt được mục đích mà mình đã đặt ra từ trước đó. Tài năng và sự cố gắng của bạn sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Từ đó, cơ hội được cân nhắc hoặc được thưởng nóng dường như nằm trong tầm tay. Nếu là người nắm giữ vị trí lãnh đạo, bạn nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của cấp dưới. Nhờ có đầu óc tỉnh táo và sáng suốt, bạn có thể đưa ra những quan điểm và định hướng chính xác, giúp công ty, kinh doanh, phát triển, đem lại nhiều lợi ích cho những người làm việc dưới quyền của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý, những thành tựu mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này cũng có thể khiến cho kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Ngũ quỷ hung tinh cảnh báo bạn cần hết sức đề phòng những kẻ cố tình tiếp cận, dùng những lời lẽ ngon ngọt nịnh non mình. Có thể họ đang cố tình khiến bạn tự tin, thành ra sao nhãng trong công việc. Người làm công ăn lương dù đạt thành tích cao cũng chớ nên kiêu ngạo, gạt bỏ ý kiến nhận xét, góp ý của người ngoài. Bạn cần nhận ra rằng những người chân thành chỉ ra khuyết điểm cho mình chính là thầy của mình. Thứ hai, về đường tài lộc. Đi cùng với sự phát triển của sự nghiệp thì tài lộc của người tuổi Ngọ cũng có những bước tăng tiến vượt bậc. Tam hợp thúc đẩy những mối quan hệ xã hội của bạn phát triển tốt. Bạn có thể gặp được quý nhân, cũng có thể gặp được người có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng hợp tác phát triển, đạt được những mục tiêu tưởng chừng như xa vời. Thời điểm này là thời điểm thích hợp để người làm kinh tế hợp đồng. Vì vậy, nếu thấy đối tác hoặc có cơ hội phát triển thì nên nhanh chóng nắm bắt. Dù để bạn đạt được mục tiêu đã đề ra, bạn có thể sẽ phải vất vả ít nhiều, nhưng thành tích bạn đạt được hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn đã đặt ra. Nguyệt lệnh Lâm Đế Vượng cho thấy những đức tính nổi bật của bạn cũng là nguyên nhân giúp bạn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người xung quanh. Nếu làm lãnh đạo, bạn có thể dẫn dắt mọi người đến với thành công. Tháng 9 âm lịch cũng là thời điểm thích hợp để các bạn thực hiện các hoạt động từ thiện, công ích. Đừng nghĩ rằng những sự việc này không giúp ích cho sự nghiệp của mình. Trên thực tế thì hoạt động này sẽ giúp bạn đánh bóng tên tuổi, hoặc trong quá trình này bạn sẽ quen biết và hợp tác thêm được với một vài đối tác đáng tin cậy. Thứ ba, về tình duyên. Trong những ngày đầu tháng 9 âm lịch, đường tình duyên của người tuổi Ngọ có những bước phát triển tích cực. Ngũ hành tương sinh chứng tỏ dù bạn còn độc thân hay đã tìm được nửa kia, nếu là con giáp coi trọng gia đình thì đều sẽ được tận hưởng cảm giác hạnh phúc thuộc về mình. Khi thời cơ mở rộng mối quan hệ đến, bạn cũng hãy tự tin và cởi mở hơn khi trò chuyện với mọi người. Cho dù đôi bên không thể tiến được với nhau thì vẫn có thể kết bạn hoặc trở thành đối tác, khách hàng của nhau. Nếu đã tìm được nửa kia thì sự xuất sắc của bạn chính là yếu tố thu hút người ấy mãnh liệt nhất. Sức hút tỏa ra từ chính con người bạn là sức hút bền vững nhất. Bạn có thể yên tâm rằng người ấy sẽ chẳng thay lòng đổi dạ. Điều cần làm bây giờ chỉ là duy trì mối quan hệ giữa hai người và nếu có thể thì dần suy tính đến tương lai xa xôi. Đế vượng cho thấy người đã lập gia đình luôn được sống trong bầu không khí ngọt ngào, ấm áp và không kém phần lãng mạn. Gia đình chính là hậu phương vững chắc cho bạn thêm niềm tin vào chính bản thân mình. Có một số cặp vợ chồng trẻ còn có thể đón tin vui trong khoảng thời gian này. Con giáp thứ hai là tuổi Dần. Có thể thấy rằng trong đầu tháng 9 âm lịch là một tháng khá may mắn đối với những người tuổi Dần, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Chỉ cần cố gắng là bạn sẽ nhận được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Thứ nhất, về sự nghiệp. Sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ rệt trong thời điểm này. Bản mệnh dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó. Và điều này lại tiếp tục tạo động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Dưới sự nâng đỡ của tam hợp, bạn có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình, thậm chí có cơ hội gặp được quý nhân. Quý nhân có thể là người giúp bạn khắc phục được khó khăn trước mắt, đồng thời tiếp tục vạch ra những hướng đi sau này. Tuy nhiên, con giáp này cần phải chú ý thay đổi bản tính cả thèm chóng chán, chỉ nhiệt tình với công việc trong thời gian đầu, sau đó lại dễ bỏ dở giữa chừng. Nếu cứ bỏ dở công việc như vậy, bạn không chỉ tạo thêm phiền phức mà còn khiến chính bản thân mình mất điểm trong mắt lãnh đạo. Nguyên lệnh trường sinh giúp bạn luôn có trạng thái tinh thần minh mẫn, tập trung để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, bạn hãy không ngừng nỗ lực, đừng để đánh mất lợi thế của mình. Bạn cũng hãy cư xử mềm mỏng hơn với mọi người, không nên khăng khăng làm theo ý thích của cá nhân mình, đồng thời bắt người khác phải nghe theo mệnh lệnh của mình. Nếu biết cách xã giao hợp lý, bạn không chỉ sẽ tạo thiện cảm cho mọi người mà còn đem lại cho chính mình nhiều lợi ích khó đoán trước trong tương lai. Hữu bật cũng là sao tốt thúc đẩy vận trình của bạn thêm phần may mắn. Vì thế, đừng lo ngại trước những thử thách trước mắt, bởi cứ bình tĩnh thì đâu khắc có đó. Bạn hoàn toàn có thể vượt qua bằng chính sức lực của mình. Thứ hai, về tài lộc. Tài lộc trong khoảng thời gian này của tuổi Dần có tam hợp thúc đẩy nên bạn rất thích hợp làm những công việc như ký kết hợp đồng, mở rộng quan hệ với các đối tác. Tin rằng với sự thông minh, tài hoa và đặc biệt là biết sự chữ tín của mình, bạn sẽ có thêm được nhiều mối quan hệ triển vọng cho tương lai. Với người còn trẻ tuổi, trường sinh cho thấy bạn luôn ở vào tư thế sẵn sàng, nắm bắt cơ hội và chờ đợi thời cơ đến với mình. Con giáp chí khí này có hy vọng mãnh liệt vào tương lai nên luôn đặt cho mình những đích đến cao xa và không ngại đối đầu với thử thách. Tinh thần quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của bạn chắc chắn sẽ gây thiện cảm với người đối diện. Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý là bạn nên học cách khiêm tốn, không thể huênh hoang, khoác lác, cho rằng mình có thể dạy đời người khác. Khi mắc phải lỗi sai, bạn cũng nên chủ động nhận lỗi, chứ không nên tiếp tục lý luận hoặc đổ lỗi cho người khác. Với người làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng do hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng ghi điểm trong mắt cấp trên. Mục đích của bạn chắc hẳn không nằm ở tiền thưởng mà ở việc thăng chức, tăng lương, từng bước vững vàng lên một vị trí cao hơn. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ có thể yên tâm bởi về cơ bản thì bạn gặp rất nhiều điều may mắn, không chỉ trong những ngày đầu mà cả trong tháng 9 âm lịch. Cả sự nghiệp và tình cảm đều có những bước tiến đáng kể, khiến bạn luôn có tinh thần hăng hái, sẵn sàng bắt tay vào mọi việc. Thứ nhất, về sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ tháng này có những bước phát triển rõ rệt. một phần là nhờ bạn đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Lâm Quan giúp con giáp giàu kinh nghiệm này luôn hăng hái khi bắt tay vào công việc, và thái độ đó khiến bạn chẳng hề ngại ngần trước khó khăn. Bạn biết rằng khó khăn chính là cơ hội tốt để mình rèn luyện bản thân cũng như khẳng định vị thế của mình. Vì vậy, trong khi mọi người có xu hướng trốn tránh khi được giao trọng trách, thì bạn lại sẵn sàng đứng ra nhận nhiệm vụ. Sự năng nổ, hoạt bát cũng giúp ích rất lớn trong việc mở rộng các mối quan hệ. Bạn nhận thấy rằng tinh thần đoàn kết sẽ giúp tập thể phát triển vững mạnh, đồng thời giúp mình có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi. Thiên Vu Cát Tinh là dấu hiệu tích cực trên con đường thăng quan tiến chức của bạn. Chỉ cần không ngừng cố gắng phấn đấu, bạn sẽ đạt được cái đích mà mình đã đặt ra, đồng thời ghi điểm trong mắt lãnh đạo, tự tạo cơ hội để thăng tiến. Thứ hai, về tài lộc. Nguyên lệnh Lâm Quan cũng mang lại nhiều may mắn cho người tuổi Tỵ trên con đường tài lộc. Bạn có nhiều cơ hội để cải thiện tình hình tài chính của bản thân. Với những người làm công ăn lương, bạn sẽ đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra, gây ấn tượng với cấp trên. Rất có thể bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là được thăng chức, tăng lương, khiến đời sống gia đình được cải thiện hơn trước ít nhiều. Nếu là người làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái, tin rằng với sự cần cù, chăm chỉ của mình, bạn cũng sẽ nhận được những thành quả xứng đáng với công sức lao động của mình. Người làm ăn kinh doanh có tư duy khá độc lập và kiên định trong khoảng thời gian này. Bạn luôn tự chủ trong việc đưa ra quyết định và thường không phụ thuộc vào bất cứ ai. Nếu kết hợp được cả hai mặt vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe, thì bạn sẽ chạm tay vào những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng. Có điều, người tuổi này cũng cần phải chú ý đến tác động của tiểu hao đối với tình hình tài chính của mình. Đặc biệt, trong tháng này người tuổi Tỵ có nhiều tín hiệu tích cực trên con đường nhân duyên, nhờ tác động của cục diện hỏa thổ tương sinh. Quan hệ giữa người với người tốt đẹp khiến bạn gặp được nhiều điều thuận lợi trong cả cuộc sống và tình cảm. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.